Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nguyễn Tấn Dũng, ông đang ở đâu? Bài viết của tác giả Nguyễn Quang được đăng trên trang Việt Báo Online. Điều thành công nhất của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chuyện gia đình, con cái đều thành đạt, không hư thân mất nết như con cái của các lãnh tụ cộng sản khác. Ông cũng không có con đi du học ở Trung Quốc, một hình thức như làm con tin của các vua chúa dưới thời Đông Chu Liệt Quốc. Bà Kiệm, vợ ông, gương mẫu trong vai trò người phụ nữ với chồng, với con, không tai tiếng như bà Cầm, phu nhân của ông Võ Văn Kiệt, với tiếng tăm bà Dysfunction, bà 10%. Trong sự nghiệp của một người có đến 99 sự thất bại, nhưng cái chính yếu đạt kết quả, thế là thành công rồi. Nếu chọn con đường gia đình thì xin chúc mừng ông. Nhưng quá trình với hai nhiệm kỳ làm phó thủ tướng và gần 10 năm làm thủ tướng, vấn đề không phải đơn thuần như cách nhìn cổ điển Tề Gia mà trị quốc bình thiên hạ. Nhiều sự lớn tiếng đổ tội cho ông, nhưng thực tế chưa có vị thủ tướng nào khi ra đi mà vẫn còn để lại niềm hy vọng cho nhiều người. Có người cả trong và ngoài nước còn mong ước ông thành lập đảng đối lập, chắc chắn sẽ thành công. Vì có lẽ trong đám bất nhân, ông Dũng làm điều ác nhưng là thứ ác hạn chế. Dưới con mắt của người dân, ông muốn canh tân đất nước, người dân thích thay đổi, không còn mấy ai thích cộng sản trừ bọn bán nước cho Tàu. Khuynh hướng thân phương Tây như chiếc phao cứu hộ cho dân tộc, trong đó có ông. Việc ông Kiệt lấy cháu Tô Hữu, hàng hóa của cải phía Nam tuôn ra Bắc, họ Võ mang ra làm của hồi môn cho dân Hà Thành vô số kể khi thân chinh ra làm tể tướng ở Bắc Hà, hầu lấy lòng sĩ phu Việt Cộng Bắc Hà, hay còn gọi là tầng lớp tiến sĩ lớp 1. Và Nguyễn Tấn Dũng gả con lấy chồng, công dân Mỹ là một kế sâu, tất nhiên khách quan suy xét vào thời điểm đó, chuyên chính vô sản rất nghiêm ngặt, nên việc này không thể không thông qua ý kiến của Võ Văn Kiệt. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ở đây, chính bọn vô sản lưu manh đã kéo bè với nhau, cùng kéo ông xuống khi con rắn độc phun nọc làm mê mờ đám quần thần nhận tiền của Dũng nhưng đi đêm với Trọng. Kế sâu với nhân ngày 30 tháng 4 đen, ông đã đọc một bài diễn văn thật trịnh trọng chửi đế quốc Mỹ xâm lược và cảm ơn Nga Tàu, hầu chuẩn bị con đường tương lai, tiếp tục đu dây mà vốn những người cộng sản Hà Nội xem là quốc sách. Vào thời điểm đó, lời tuyên bố này khiến cho ai cũng bất ngờ về sự lạc điệu của nó trước tình hình thế giới. Trong đó, Nga Trung đang trên đà xuống vực thẳm. Đây quả là điều vô cùng ô xanh đối với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một cuộc chạy đua về sự thuần phục, quyết làm tay sai đắc lực cho Tàu Cộng, để may ra được họ Tập chấp nhận chọn làm bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ chính trị Việt Cộng nhiều phe chống nhau, nhưng tất cả đều gặp một điểm chung, đó là phải chạy theo Tàu Cộng mới tồn tại. Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Cộng, hoảng hốt mất tinh thần khi thấy dân chúng từ trẻ đến già đều ghét Tàu. Hắn than thở, nếu dân chúng ghét Tàu là một đại họa. Lời than của hắn là tâm trạng chung, nỗi lo lắng chung, nỗi sợ hãi chung của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứng vung vít của Nguyễn Tấn Dũng lâu lâu tuyên bố có vẻ như muốn ngả về phương Tây, về phía Mỹ. Đó là bản chất biến hóa, lưu manh vặt của Hồ Chí Minh truyền lại, để lừa phỉnh dân chúng, làm cho dân chúng bớt phẫn uất. Tất nhiên, Dũng tuyên bố như vậy sau khi quan thầy Hoa Nam Hải cho phép. Con người cộng sản thật sự thể hiện trên bình diện thực hành như Mác nói, sự lên tiếng của ông mà không lãnh tụ Việt Cộng nào dám công khai trước quốc tế và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị viển vông với Trung Quốc, khiến cho ông nổi bật hẳn trong giới lãnh đạo Hà Nội. Như vậy, con đường thân phương Tây của Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa bỏ ngỏ. Theo tổ chức thăm dò của Mỹ PEW lại công bố cho biết có tới 80% dân chúng Việt Nam muốn chính phủ đi với Mỹ để đất nước bớt lệ thuộc kinh tế chính trị của Trung Quốc. Người ta chỉ tiếc cho một người có quyền lực hơn cả Lê Duẩn trước đây đã không có cái búa nhỏ thật chắc tay đập nhẹ trên đầu con rắn độc vì các chuyên viên của ông quá giỏi nhưng quên rằng đối thủ của ông là Nguyễn Phú Trọng có con mắt rắn. Nguyễn Tấn Dũng phải chết khi con rắn độc phun nọc. Điểm cốt yếu quan trọng nhất để hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng là tuyên truyền nếu khi lên được chức Tổng Bí Thư, Dũng sẽ giải tán Đảng Cộng sản và trở thành một Tổng thống của nước Việt Nam Dân Chủ theo Mỹ. Trọng lú tung tin đó ra để hù dọa cán bộ đảng, bắt buộc tự mỗi cán bộ đảng viên phải tự chọn lựa, phải gạt bỏ Dũng để bảo vệ tính mạng, gia đình, tài sản, địa vị của từng thành viên, từng cán bộ các cấp. Muốn vậy thì phải duy trì độc đảng Cộng sản để cai trị độc quyền, chống bọn phản đảng, bọn đòi hỏi dân chủ nhân quyền, đa nguyên đa đảng, bọn theo Mỹ và Tây Phương.
Nay hầu hết các đồng chí no cơm ấm cật, có cuộc sống sung túc. Liệu tính mạng của các đồng chí và gia đình các đồng chí có bảo vệ được hay không khi đảng bị giải tán? Đảng còn chúng ta còn, đảng mất chúng ta chết. Nhận tiền của Dũng nhưng chống Dũng, đó là một chiêu cực kỳ độc ác, một chiêu mà Nguyễn Ái Quốc rất tự hào là nhận tiền của mật thám Pháp chống thực dân Pháp. Và nhận tiền của thực dân Pháp để bắt những nhà yêu nước chống thực dân Pháp. Hậu sinh khả úy của Hồ đã thực hành với Dũng. Ngoài ra, Trọng cho lập một số trang web giả như Bí Mật, tung tin tránh quyền của Dũng, tham nhũng đứng hạng số 1 ở Á Châu, đứng hạng thứ 7 trên thế giới. Con cái của Dũng mua nhiều nhà ở ngoại quốc, con rể mua đội bóng, lập sân đá bóng trên vài trăm triệu đô la Mỹ ở California. Con rể Dũng sẽ lập 100 nhà hàng McDonald's ở Việt Nam. Con gái Dũng làm tổng giám đốc 3 công ty tại Việt Nam. Một loại nọc độc khác, Trọng tung tin cho rằng Dũng là tên phản bội Tàu Cộng để làm tay sai cho tư bản Mỹ. Trọng phổ biến tin tức con gái Dũng có quốc tịch Mỹ, Dũng làm xui ra với người Mỹ gốc Việt. Và nhiều nhà cửa, nhiều cơ sở làm ăn ở Mỹ, con cái đều du học ở Mỹ. Và nếu Dũng chống Tàu thì chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tồn tại được. Và như thế là đảng viên, cán bộ đảng đi vào đường tự sát. Xuất thân là đồ đệ của Võ Văn Kiệt, mà Sáu Dân là đệ tử ruột của tên trùm Đại Lưu Manh, đại xảo quyệt Hồ Chí Minh. Nên ở trong nước, Dũng nói theo ý dân không thích Trung Quốc, chỉ thích Mỹ và các nước Âu Châu. Nhưng thực tế, Dũng không nương tay trừng trị những người yêu nước, những người tranh đấu cho nhân quyền, tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ. Song khi ra nước ngoài, Dũng tuyên bố như một lãnh tụ có đầu óc cởi mở về dân chủ, về nhân quyền, có vẻ thân Âu Mỹ. Cái lưu manh của Dũng, của Võ Văn Kiệt cũng như của Hồ Chí Minh không gạt được những người dân thực tâm yêu nước. Xin gọi ban tham mưu của Dũng là các chuyên viên mà không gọi là cố vấn, bởi vì Tạ Phù Hữu Bật của ông rất giỏi về chuyên môn lĩnh vực của họ. Giỏi bá đạo như tướng Nguyễn Văn Hưởng, tướng Võ Viết Thanh vẫn chỉ là bản chất của anh tùy viên của Lê Đức Thọ. Họ là những người có cái nhìn cục bộ, chưa đạt đến cái nhìn toàn diện, nhất là Đức Bao Dung đưa đến một triết lý sống nhân văn. Các đảng viên đều nói với nhau, ông Dũng có hàng trăm cái đầu, nay xin hỏi cái đầu thật sự của ông ta đang ở đâu? Nét đặc biệt của Nguyễn Tấn Dũng là bắt người, từ việc bắt người vượt biển đã đưa ông lên như người có công lớn với cách mạng. Đó là ông đã mang lại nguồn vàng bạc rất lớn cho Đảng Cộng sản, khiến ông trở thành người biết làm kinh tế giỏi dưới chế độ Cộng sản, đến chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trưởng ban kinh tài của Đảng. Ông thành công và thành công vô cùng trong các chiến dịch truy nã các phong trào nổi dậy và chống đối của đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên và Giáo dân Thái Hà, Hà Nội. Ông thắng lớn vì biết rõ win to win, cùng thắng với những ai cộng tác với ông và chơi rất sòng phẳng kiểu người dân Nam Bộ, fair play, và đã hốt được thật nhiều, vô số của cải, nhưng với những bàn tay nhúng chàm, lòng tham không đáy, ai cũng thỏa lòng vì được chia miếng đỉnh chung. Người giỏi cầm quân không cần phải đánh, người giỏi giết chỉ cần đè dao lên cổ khiến cho đối phương đã chết ngất. Đó là việc trị nước của Nguyễn Tấn Dũng. Người thân tín của Nguyễn Tấn Dũng đã mang một cục vàng và một cục gạch đến nhà Nguyễn Văn Chi. Lúc đó là trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Tất nhiên Chi đã chọn cục vàng để sống sung túc và làm theo ý của Dũng. Nếu chọn cục gạch thì sẽ bị ném đá đến chết. Ngày 12 tháng 9, Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã có công văn hỏa tốc số 7169 VPCPNC thông báo ý kiến của Nguyễn Tấn Dũng, lúc bấy giờ là Thủ tướng, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm việc đăng tải nội dung chống đảng và nhà nước. Nguyễn Tấn Dũng, người ra lệnh xử các trang mạng chống đảng và nhà nước. Không bao lâu sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông ta đã ban hành Nghị định 11 và 12 trên 2008, cấm công nhân không được đình công. Quyết định số 97 trên 2009 QĐ-TTG cấm phản biện đã bị những nhà trí thức hàng đầu trong Viện Nghiên cứu Phát triển IDS chỉ trích là không phù hợp với thực tế khách quan của đời sống, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ. Đồng thời tuyên bố tự giải thể viện để phản đối. Nghị định số 136 trên 2006 NDCP cấm khiếu nại tập thể, một nghị định trái hiến pháp và pháp luật. Nghị định số 02 trên 2011 NDCP về kiểm soát báo chí và lĩnh vực xuất bản nhằm tăng thêm quyền hạn để kiểm duyệt của chính phủ đối với người làm báo trong nước.
có nghĩa là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bịt miệng từ công nhân, nông dân, trí thức, các nhà khoa học cho tới báo chí. Và thêm nữa, với văn bản số 7169 VPCPNC, ông Nguyễn Tấn Dũng lại tìm cách bịt miệng mọi thông tin ngoài luồng và bịt mắt cả người dân khi cấm đọc những thông tin này. Dưới thời ông Dũng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo càng bị siết chặt. Hàng trăm người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động tôn giáo, blogger bị sách nhiễu, bị tống vào tù với những bản án nặng nề, phi lý nhất. Dưới thời ông Dũng, chế độ công an trị càng trở nên sắt máu. Công an vốn là con cưng của chế độ, ngày càng hung hãn lộng hành với hàng chục vụ bạo hành người dân tới chết khi chỉ mới trong giai đoạn đưa về đồn để điều tra xét hỏi. So với các đời thủ tướng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều quyền lực nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, với sự thành lập của hàng loạt tập đoàn kinh tế quốc doanh là sân sau của thủ tướng. Ông Dũng cũng nổi bật bởi thành tích tham nhũng và thất bại trong khả năng điều hành quản lý kinh tế, dẫn đến một quốc gia phát triển. Ông thành công trong việc rộng cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng nó đã tác dụng tiêu cực lại với nền kinh tế nội địa. Dưới thời ông ta, nền công nghiệp nước nhà chưa chế được một con ốc vít. Thật là thảm hại. Nền kinh tế Việt Nam cực kỳ bất ổn, lạm phát phi mã, đồng tiền liên tục bị mất giá, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nợ nước ngoài chồng chất. Nếu xét trên quan điểm kinh tế thị trường, nhưng với Cộng sản chỉ có chủ trương chứ không cần chính sách, nên hàng loạt vụ làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, phá sản của các tập đoàn kinh tế quốc doanh, mà điển hình là vụ Vinasin Vinalize đã thổi bay hàng chục ngàn tỷ đồng Việt Nam. Đã thổi bay hàng trăm ngàn tỷ đồng Việt Nam, tương đương với hàng tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng thì đang khủng hoảng vì nợ xấu. Tất cả đều sẽ qua đi vì cứu cánh biện minh cho phương tiện. Không ai biết quỹ đen của đảng, mỗi chữ ký của các bí thư buộc ngân hàng phải xuất chi. Một nền tài chính không bao giờ minh bạch công khai, đó là bản chất của các chế độ độc tài, nhất là với Cộng sản. Quyết định dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa, rồi không thấy gì nữa. Tuyên bố dẹp doanh nghiệp công an, quân đội, sau cũng thấy im. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được về hành đạo, lập đàn giải oan chung cho tất cả những người đã khuất vì chiến tranh. Không kể chính kiến, nhưng rồi lại xảy ra vụ tu viện Bát Nhã đến kinh hoàng, rồi vụ chùa Liên Trì. Mỗi lần các lãnh tụ Cộng sản đi gặp Đức Giáo Hoàng khiến cho giáo dân đều quan ngại, rồi ra sẽ xảy ra những vụ đàn áp tôn giáo nào tiếp theo đây. Lúc bấy giờ, với tư cách là thủ tướng, nhân vật lãnh đạo cao nhất của nhà nước Cộng sản Việt Nam nhưng chưa bao giờ chính thức lên tiếng trước Quốc hội về vụ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Một mẫu số chung của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đó là chẳng hề có bất cứ hành động mạnh mẽ nào khi Trung Quốc ngày càng lộng hành, lấn lướt Việt Nam trên Biển Đông. Dư luận cũng chưa quên việc ông Nguyễn Tấn Dũng cùng với ông Nông Đức Mạnh trước đó ra sức ủng hộ dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên ký kết với Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tiếp tục lún sâu vào trong quỹ đạo của Trung Quốc, từ chính trị ngoại giao cho đến kinh tế. Họ đã chọn lựa thà mất nước còn hơn mất đảng. Trong một cuộc viếng thăm tỉnh Kiên Giang vào hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4, ông Seth Greenick, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã tìm hiểu qua giới chức địa phương về thân thế một nhân vật từng có thời niên thiếu ở vùng này, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là Phó Thủ tướng của Việt Nam. Những dữ kiện thu thập trong chuyến đi được ông Seth Greenick tường trình trong công điện ngày 13 tháng 4 năm 2016, gửi về cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, vẽ nên chân dung ông Dũng như một người con yêu của Kiên Giang và giải thích lý do tại sao sự nghiệp chính trị của ông Dũng chỉ trong một thời gian ngắn đã lên như diều gặp gió, vì được sự hậu thuẫn của cả Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước thuộc thành phần bảo thủ, và Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng và là nhân vật có khuynh hướng cải tổ. Vẫn theo lời chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Dũng từng là y tá cứu thương cho mặt trận giải phóng miền Nam và trong thời kỳ chiến tranh được lên chức đội trưởng đội phẫu thuật Kiên Giang. Địa bàn hoạt động của ông Dũng lúc đó là rừng U Minh, nơi một thời là thành trì vững chắc của mặt trận giải phóng miền Nam. Từ một du kích quân khi mới được khoảng 12-13 tuổi và gia nhập Đảng Cộng sản vào năm 1961. Từ một anh y tá giải phẫu, rất may không là bác sĩ, để có các nhãn mác chính trị gia bác sĩ, thủ tướng bác sĩ. Dưới chế độ Cộng sản, hộ lý cũng có thể lên bác sĩ qua con đường vào Đảng, rồi học bổ túc. Ông Dũng không qua trường lớp đào tạo chính quy, ngoài những thứ mác lê mà nhân loại đã vứt vào sọt rác.
Không có sự tự hủy nào bằng chính sự tự hủy từ bên trong. Khan gọi là cái tự thân, và Phật dạy qua kinh Vô Úy Uẩn về mầm mống hủy hoại từ chính mình. Môi trường cùng những yếu tố bẩm sinh di truyền đã tạo nên một dị tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông có 100 cái đầu, người ta nói ông là con rơi của Nguyễn Chí Thanh, nhưng càng về già, khuôn mặt của ông ta lại càng giống Lê Đức Anh, người đã cùng với Võ Văn Kiệt luôn che chở và bảo vệ ông. Một biến tướng của lịch sử đã để lại hậu quả không lường. Đó là người đứng đầu nhà nước, là một đại tướng công an, chủ tịch nước Trần Đại Quang, một thuộc hạ của ông ta. Giờ đây nhân vật này đã chết. Nhân vật này có điểm giống với Hoàng Đức Nhã ngày trước, dưới chế độ miền Nam. Chuyện gì của các tướng lãnh, chính khách, y đều biết rõ tất tần tật. Nhất là chuyện tẩu tán tài sản, tham ô nhũng lạm, ăn chơi trụy lạc theo lời đồn. Nó như giềng mối, để y cầm cương nắm quyền. Chỉ khác nhau bản chất là Trần Đại Quang biết người và dám giết người. Còn Nhã thì chỉ biết mà chưa có gan giết người. Gia tài của Nguyễn Tấn Dũng để lại, đó là một sỏ rắn Trung Hoa, một xã hội hỗn mang từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu. Những con rắn Hán gian, Việt gian ra vào hang trên khắp cả nước. Những con rắn đã cắn lại chính ông ta. Lịch sử kể từ thời Khổng Tử, người ta ghi nhận qua dân gian rằng những trẻ con đẻ hoang thường làm nên những điều kỳ diệu trong lịch sử. Hãy để lại nơi đây niềm hy vọng khi Nguyễn Tấn Dũng ra đi với 100 cái đầu của giọt máu rơi với hy vọng còn sót lại. Ông và hậu duệ của ông sẽ còn làm điều gì đó hữu ích và ý nghĩa hơn là chỉ giữ gìn sức khỏe, làm người tử tế. Vì trong cái xã hội loạn kỷ cương, dù người chân chất có ráng sống tử tế thì cũng khó lắm thay.